Hồ này là hồ gì tôi không có biết, nhưng mà nó đẹp quá nên là anh em quyết định tấp vô quay phim. Tiếp tục, mình còn 100 cây nữa, 100 cây nữa tới trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột. Gì nghe nó cạch cạch chết mẹ không. Dở quá, em cũng không có chuẩn bị ba cái đồ bơm nữa. Ê hỏi đi, ê quốc ông đó hỏi là trong đây có giá xe không. Chú cho hỏi trong đây có chỗ nào mà giá xe không ta? Không có cây đinh chứ giờ sập lé mà trong đây có chỗ nào giá xe không? Trong này cũng có rồi. Ra ngoài có chỗ nào. Ra ngoài xa quá trời luôn á. Ra phía ngoài đường lớn nó lộn bốn lắm. Cô chúng mày thấy gần hơn nè, cô là cái ngã tư vào được từ một thác á. À, là có tiền. Cây nó cửa 2 cây nó có ngã tư. Có 2 cây nữa. 2 cây nữa. Cây xa hơn. 2 cây là dắt rồi đó. Thế thì có thay cái khăn thôi nha. Dạ. Nài nó được không? Chắc dắt bộ rồi. Em có cái mũi này nài thử coi. Ông nói 2 cây nữa hả? 2 cây. 2 cây đi gần mà. Đi xe này á nó vượt đường trường nhưng mà khổ một cái là nó hay bị bể nó. Không được, tôi nhắc hả? Này có cái kìm rút. Ừ. Trời. Xe nó có kìm nó ghê chứ. Na đi không có đem cái kìm. Đâu nãy còn nữa nè. Đinh nhỏ. Nè mấn. Ghê không? Cây đinh nè, nó nè. Này nó có ăn vô trong vỏ trong kia ta. Ăn chắc. Giá mấy lỗ luôn á.
mà nhiều quá là thai. Mà quan trọng có ruột có thai không? A few moments later. Tạo dục nâng cao sức đề kháng chống corona. Chụp hình lại. Ngày đầu tiên mà đã bất ổn rồi. Bất ổn. Tại đường vô nguy hiểm quá. Vô được một chút. Đoạn mà còn 7 cây nữa tới suối. Cái căn đình công chú chỉ vô đây có những cái xe chứ em cũng không biết, không có dân ở đây không biết. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn anh. Giờ đi thuộc bằng xe tải luôn kìa. À, đi chứ. Không có đi thuộc xe tải luôn. Yeah, tới nơi rồi. Tới nơi rồi mọi người ơi. Nhà mình vô kia mua vé. Chính xác luôn, Phật thủ chuyên nghiệp là biết những cái tiểu xảo này liền. Ở ngoài kia là bán vé 30.000 một vé, 5.000 tiền thẻ xe. Có phát khẩu trang chống corona, có kiểm tra nhiệt độ trước khi vào cổng. Ông đòi sao? 5.000, em đưa 6.000, không có tiền thối. Xong nãy em nói thôi em đưa 20.000, anh có 15 bông thối. Cho ổng 1.000 luôn á. Thì đó, em cũng nói thôi vậy đi. Xong em thấy anh Phong cũng căng thẳng quá. Em đưa. Căng thẳng thì trời. Ô Trung Nguyên kìa. Này cũng như đại bản danh của Trung Nguyên luôn vậy. Tháp này xuống tháp kia nó cũng y chang. Cái tháp Gia Long nó cũng y chang. Nó khác lối vô thôi đúng không? Lối đi thẳng luôn á. Cũng phải chàng, cái tại vì cái thác này kéo qua cái thác Gia Long dưới kia. À đó, vậy là nó khác lối vô thôi. Ủa thùng rác này. Thấy có mấy ông cởi trần nữa. Xài hết 100 chưa mở. Cái gì xài hết 150 chưa? 150 nè. Ý là tiền ăn uống từ sáng giờ vậy. Tối nữa chắc người 200 không, không tới 100. Trái tim. Này gì trời? Dành cho mấy nhỏ gái leo lên sống ảo á. Em leo lên chắc sập luôn á. Thác ầm 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 ầm, trời ơi. Chớp. Ha. Tóc có rối bời không? Đẹp trai rồi. Tắt cái máy này nữa. Trời đó. 2 3. Nhìn qua đây. 2. Bỏ cái khẩu trang ra. Khẩu trang.
3 4 rồi, ok. Đậu nghỉ rồi. Giờ mình đang kiếm chỗ đi rửa tay rửa mặt, nhưng mà không biết chỗ nào đây. À đây. Clip này mình sẽ quay hơi bị lung tung một chút xíu, nó không theo trật tự nào hết. Tại vì bây giờ điện thoại chính nó đang hết pin rồi, đang quay bằng điện thoại phụ. Ây da. Hơi mệt. Ồn quá, chắc là mình sẽ không có để âm thanh của cái clip này mà mình sẽ chèn nhạc vào. Anh Phong nói mình là lát nữa về tới khách sạn là năn nỉ ổng không không ăn uống gì hết, chỉ muốn ngủ thôi. Để xem. Để rồi xem. 400 cây. 400 cây chưa anh Phong? Chưa đúng không? 300 mấy. 300 mấy. Chà, 10 tiếng rồi đó. 10 tiếng chạy. 306 mấy. Chà, mà chưa tới trung tâm thành phố mới dừng ở Drainua. Nó còn 26 cây nữa. Còn phải chạy tới 26 cây nữa mới tới trung tâm thành phố. Cỡ 5 giờ mình đi hả? 5 giờ tới đó chưa hay là... Là 3 giờ 15. Cũng phải chạy có gần tiếng, có 40 phút tới đó. Đâu có 26 cây làm gì 40 phút trời. 30 phút tới. Vô tắm rửa, nằm một phát tới sáng mai luôn. Mới nhớ ra là có cây selfie. Mỏi cái giò. Từ đây nhìn bên kia đẹp ghê. Trời ơi, cầu.
tội nghiệp anh Phong. Ồ nó đã. Cầu treo mọi người ơi, lần đầu tiên đi cầu treo. Ô có mấy người ta chạy xe trên đây á, chạy xe trên cầu treo luôn á. Ghê quá, sợ quá. Vé vô 30.000 luôn mà, đi cho hết chứ. Nãy qua cái cầu kia là có một cái đường bậc thang dẫn lên chỗ nào nữa nè. Đường này trời mưa xuống nó xanh nhưng mà nó sẽ dơ cực kỳ. Ô mình đi vô cái hốc bò tó nào rồi. Lại là rác. Nó lại vô cái thấy đội nam nữ cái sắn quần lên nè. Tự nhiên thấy quái vật bốn chân. Biểu tượng đó là biểu tượng gì anh Phong? Cấm đè. Cấm đè. À đây nè. Làm dữ giờ mấy em chứ. Ôi đừng có dí, đừng có dí tôi nha. Lên đỉnh thác luôn nè anh Phong ơi. Này đứng ở trên đỉnh thác luôn á. Này như thang mọi người ơi. Đen đen. Đây là ở rất là cao rồi mọi người. Đang đứng ở trên đỉnh thác. Đó. Bây giờ ai đang xem video này nhấn một like một đăng ký. Nếu mà không có nhấn like tôi cho mọi người bay xuống dưới. Phải không? Dày rồi bạn ơi. Ướt dài rồi. Giờ chơi lớn luôn. Có một điều đặc biệt là ở trên đây tức bò nhiều lắm. Ai dẫn bò lên thả nó vậy đó. Giờ mình đang tìm đường để lên lại cái lối ngoài cổng vô. Không biết là có đường không. Nhưng mà hy vọng là có đường. 2000 years later. Cuối cùng bên đó không có cây cầu. Không có đường nào để lên hết. Giờ đi ngược lại. Tối nay về ngủ phê luôn á anh Phong. Tối nay không biết sao khô đôi dài em nữa.
đá này có lẽ là người ta cắt này. Cầu vừa lắc lèo lắm em ơi, đi mà không theo thế như chơi. Môi son má đau. Đâu đưa nè. Ghê quá, nó đục đường ghê quá, hồi lên tuần lọc chứ, đúng rồi, làm hay ghê. Rồi đi ra, tối rồi, hy vọng là mình sẽ không gặp sự cố hồi nãy lần nữa. Anh Phong đang chở mình đi khách sạn mọi người. Má ơi, hôm nay ông chở tôi đi khách sạn mọi người. Đang còn phòng tắm chưa? Vẫn có cái gì là liên hệ ông Phong. Nướng là 25 một dĩa, xoài là bao nhiêu ở bên rồi, còn còn cái gì, cái này là bánh ướt, bánh ướt là 1000 dĩa đó, người ta ăn là một nồi chồng. Anh Phong có đủ chán, đủ dính ăn không? Anh Phong định ăn là bao nhiêu dĩa? Ở cái này chắc muốn 100 dĩa chưa. Này mất 100 dĩa. Nó cố vậy đó. Đăng có sao. Rồi, ôm. Cái đó là mắm gì? Mắm nè. 12, 13 vô. Ôm nè. Ôm rất mấy thịt.
mình mới mua cái bánh bao 10.000, bất ngờ mọi người, nó hơi xẹp, không biết trong này nhân gì mình đoán. Đâu đưa mọi người coi coi. À, thơm, nhưng mà mình đoán là trong đây là nhân đậu xanh. Để coi sao nha. Ồ, đu, không có anh. Cũng có thịt đàng hoàng. Ờ, cúc, thấy chưa? Ồ, 10.000. 10.000 nha. Nó tự mở ra bánh bao đậu xanh chứ. Ô, chết mẹ. Vừa quay phim rớt mẹ chiến cúc. Nói giải quyết xong cái bánh bao 10.000. Nhanh chóng luôn, gọn lẹ luôn. Không có điều gì tiếc nuối hết ngoài một điều duy nhất. Có cái chiến cúc rớt mẹ chiến cúc. Bánh bao ngon nhất. Bánh bao ngon nhất cái chiến cúc mà làm rớt mẹ cái chiến cúc rồi. Là cái bánh bao nó chỉ còn 5.000. Ủa nãy kia cổ trộn chưa? Mấy ngày mấy anh đi, mày kết kết làm cái gì? Mai về đủ